nữ Nhật Bản thắng ngược Brazil ở phút bù Olympic 2024. Hai bàn trong những phút bù hiệp 2 giúp Nhật Bản thắng Brazil 2-1 ở lượt trận 2 bảng C bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Phút 88, cầu thủ vào sân thay người Momoko Tanaka rê dắt trong vòng cấm đưa bóng chạm tay trung vệ Yasin. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài trực tiếp xem lại video rồi xác định cầu thủ Brazil đã chống tay xuống đất nhưng vẫn có hành động cố tình xê dịch để chặn bóng nên cho Nhật Bản hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Saki Kumagi sút vào góc thấp bên phải, đánh lừa thủ môn Lorena và gỡ hòa 1-1 ở phút bù thứ hai. 4 phút sau, trong một tình huống không mấy nguy hiểm, trung vệ Rafael truyền sai. Momoko Tanaka tiếp tục có mặt đúng lúc, rồi vung chân phải sút từ khoảng cách gần 30m, bóng rớt từ trên cao xuống khiến thủ môn Lorena chôn chân nhìn lưới rung. Trong khi các cầu thủ Nhật Bản mừng cuồng nhiệt, máy quay lia về khu kỹ thuật Brazil và chứng kiến huyền thoại Marta ôm đầu thất vọng, còn một đồng đội khác ôm mặt khóc. Những phút còn lại là không đủ để những chú chim hoàng yến xanh tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua 1-2. Brazil và Nhật Bản bước vào trận đấu trên sân Park Đề Trung tối ngày 28 tháng 7 với đánh giá trình độ cân bằng. Tuy nhiên, Brazil có lợi thế tâm lý khi ra quân thắng Nigeria 1-0, còn Nhật Bản thua ngược Tây Ban Nha 1-2. Kết quả ấy buộc đại diện châu Á không được thất bại mới mong sáng cửa đi tiếp. Thực tế trên sân cho thấy các cô gái Nhật Bản vẫn chơi tự tin, tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1, dù chỉ kiểm soát bóng 42%. Tuy nhiên, trong thế không bị ai kèm, Mina Tanaka sút chệch cột trái. Phút 28, Maika Hamano sút xa từ khoảng 24m đưa bóng vọt xà. 10 phút sau, cơ hội được trao cho Iui Hasega, nhưng cú sút má ngoái chân phải trong vòng cấm đi nhẹ trúng vị trí thủ môn Lorena. Đến phút bù thứ nhất, Nhật Bản được hưởng phạt đền khi Moria sút bóng đập tay phải Rafael. Nhưng trên chấm 11m, Tanaka bị Lorena bắt bài, cản cú sút vào góc thấp phải. Nhật Bản khép lại hiệp 1 với cú sút xa của Maika Hamano, từ khoảng 26m đưa bóng đi chệch cột phải. Đó cũng là cú sút thứ 8 của Nhật Bản trong 45 phút đầu tiên, so với chỉ 3 từ Brazil. Bất ngờ xảy đến khi hiệp 2 trôi qua 11 phút. Từ sân nhà, Marta xử lý kỹ thuật rồi truyền xuyên tuyến xé toang hàng thủ Nhật Bản. Tiền đạo vào sân thay người Lumila bứt tốc nhanh, vượt qua một hậu vệ rồi tỉa bóng sang phải. Một tiền đạo vào sân thay người khác là Jennifer sút trên vạch 16m50. Đưa bóng vào góc thấp phải mở tỷ số. Lumila và Jennifer sau đó có nhiều đất diễn khi Brazil chơi phòng ngự phản công, dù vậy không tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nhật Bản cũng có cơ hội đáp trả, nhưng chân sút chủ lực Mina Tanaka tiếp tục phung phí. Phút 64, cô sút chân trái đưa bóng đi sệt trong vòng cấm bị hậu vệ Brazil ngăn chặn. 4 phút sau, tiền đạo 30 tuổi khống chế bước một gọn, rồi xoay người sút tiếp trong vòng cấm, nhưng Lorena bay người cản phá đẹp mắt. Những tưởng Nhật Bản sẽ rời sân với thất bại thì Momoko Tanaka tỏa sáng trong 10 phút cuối, đem về chiến thắng quan trọng. Kết quả giúp Nhật Bản có 3 điểm. Cùng hiệu số không đều bằng Brazil, nhưng xếp nhì do hơn số bàn thắng là 3 so với 2. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu với 3 điểm, cùng hiệu số 1 và sẽ tiếp tục củng cố vị trí nếu thắng Nigeria. Môn bóng đá nữ Olympic 2024 gồm 12 đội tuyển, chia làm 3 bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội xếp thứ 3 thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội hình xuất phát: Brazil, Lorena, Yasin, Rafael, Loren, Tassian 46, Thais, Antonia, Ana Vitoria, Angelina, Duda Sampaio 70, Marta, Caroline 85, Gabi Nung, Jennifer 46, Priscilla, Lumila 46. Nhật Bản: Aaka Yamashita, Mokeka Minami, Saki Kumagi, Hana Takashi, Toko Koga, Kikose 70, Miyabai Moria, Momoko Tanaka 80, Hinata Miyazawa, Remina Chiba 80, Fuka Nagano, Iui Hasega, Mina Tanaka, Maika Hamano, Riko Uki 57. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.